Nấm bệnh hại cây trồng là một trong những mối đe dọa lớn đối với nền nông nghiệp, gây tổn thất đáng kể về năng suất và chất lượng của cây trồng. Hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Cobezin 680WB với thành phần chính là mancozeb và mentasil M giúp tiêu diệt nhanh chóng bệnh vàng lá chín sớm trên cây lúa. Đây là một bệnh khá là phổ biến, gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng suất của cây lúa. Bệnh rỉ sắt trên cây cà phê và loét sọc mặt cạo trên cây cao su. Sản phẩm giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe của cây trồng. Bệnh sương mai hại cây khoai tây. Sản phẩm cũng đặc trị cho bệnh này, có tác dụng nội hấp mạnh, giúp cây hấp thụ nhanh chóng, từ đó hạn chế rửa trôi khi có mưa. Đối với bệnh vàng lá chín sớm ở cây lúa, sử dụng 50g cho bình 16 lít nước. Bà con nào mà mình muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.